Xin chào tất cả chị em nhé. Hôm nay em sẽ mang đến cho mọi người một cái bí quyết mà giúp cho chúng ta có thể là giúp cho cải thiện cái cuộc sống mà chăn gối vợ chồng chúng ta, đúng không? Như các bạn biết thì phụ nữ sau sinh ấy thường hay cái mắc cái chứng là bị khô âm đạo, đúng không ạ? Quan hệ thì khó khăn trong sát, do đó mà chúng ta rất là sợ cái việc mà quan hệ vợ chồng, đúng không ạ? Đôi khi còn lảng tránh, đúng không ạ? Đấy, thế thì cái việc khô hạn ấy là do mình, thứ nhất là có thể là mình do uống ít nước này, thứ hai là có thể là do mình bị rối loạn nội tiết. Rối loạn nội tiết dẫn đến là cái lượng estrogen là nội tiết tố nữ ấy, nội tiết sinh dục nữ ở trong cơ thể nó giảm mạnh, dẫn đến là khô âm đạo. Hoặc là cái khi mà mình quan hệ thì cái màng giảm đầu của mình nó chưa được kỹ, dưới đấy là âm đạo nó chưa được kích thích để mà tạo ra các chất nhờn, đúng không ạ, để lại bôi trơn âm đạo. Do đó là một số cái nguyên nhân dẫn đến khô âm đạo nhé. Thì nguyên nhân ở đâu thì mình sẽ chữa ở đấy. Nếu như mà nó do cơ thể mình thiếu nước thì mình sẽ uống bổ sung nước. Nếu như mà do mình cơ thể mình thiếu hụt cái nội tiết tố thì mình sẽ uống hoặc để cải thiện, để cân bằng cái nội tiết tố, đúng không ạ? Thì Hiệp sẽ chia sẻ cho mọi người một cái sản phẩm mà giúp chị em có thể là giải quyết cái tình trạng là khô hạn sau sinh, và ngoài ra nó còn có cái tác dụng làm hồng và se khít vùng kín nữa. Đấy là sản phẩm của Cao Hạo Nguyễn nhá. Đấy, cái sản phẩm này nó giải quyết được triệt để cái vấn đề về viêm phụ khoa, và thứ hai là thông qua cái thuốc uống thì nó có cái thành phần là ếch mẫu này, thì sẽ giúp là điều hòa lưu thông khí huyết này, điều hòa kinh nguyệt, đúng không ạ? Thì là khi mà mình sử dụng thì giúp cân bằng nội tiết và nó sẽ giảm cái tình trạng là khô hạn sau sinh, và nó giúp cho cái môi trường âm đạo luôn luôn ở trạng thái cân bằng, và mình sẽ không phải gặp phải cái tình trạng là quan hệ khó khăn hay đau rát nữa nhé. Và nhất là đặc biệt là nó rất là phù hợp với chị em sau sinh, mình cũng thấy là vừa tân trang cô bé, dọn dẹp vùng kín là sạch sẽ khô thoáng, và đặc biệt là nó làm hồng và se khít là vùng kín nữa nhé. Đấy, thế thì hôm nay đã chia sẻ xong cho mọi người một số cái cách để mình có thể là cải thiện cái tình trạng khô âm đạo. Đấy, thì nếu như chị em mà gặp bất kỳ cái vấn đề nào mà là các có cái dấu hiệu về kinh nguyệt hay là viêm nhiễm phụ khoa thì có thể inbox trực tiếp cho em Hiệp. Em sẽ sẵn sàng là tư vấn cho mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.